Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta đi tiếp theo cái phần con nhiều khúc biểu diễn tiếp theo. Bữa trước chúng ta đã tập đó là lon con biểu diễn. Lon con. Bữa trước các bạn mình chia sẻ với các bạn cái cách lon con một nửa con lon con, hai cái bước đầu tiên để chúng ta làm quen với kỹ thuật lon con. Và hôm nay mình chia sẻ tiếp cho các bạn cái kỹ thuật lon con tiếp theo đó. Nhưng mà chúng ta tập nâng cao hơn để bây giờ hôm nay chúng ta tập cho được đạt kỹ thuật luôn, là một kỹ thuật lon con hoàn chỉnh luôn. Đây, một kỹ thuật lon con hoàn chỉnh, lon con theo xuôi, hướng xuôi theo nha. Rồi, bữa trước các bạn đã được mình đã được chia sẻ các bạn đó là kỹ thuật nhịp thứ nhất. Rồi chúng ta bắt nhịp thứ hai, đúng các bạn. Là hôm trước chúng ta được tập nè, một, và chúng ta tiếp tục cái nhịp thứ hai, nương con và chụp đó lại nè, một và nương con và chụp cái con đó. Bữa trước chúng ta được tập như vậy, hôm nay mình ghép luôn vào cho các bạn tập luôn cách chụp con luôn. Đây, bây giờ chúng ta bữa trước chúng ta tập nương rồi, bây giờ mình có cảm giác rồi, bây giờ mình đánh cái con vào, lon cái con lên tay và chúng ta chụp luôn, chúng ta tập dần dần lên đây các bạn đó, và chúng ta thả chụp luôn chứ không cần phải tập hai nhịp như hôm bữa trước nữa. Bữa trước mình chúng ta phải tập hai nhịp để chúng ta quen cái cách chụp con. Hôm nay chúng ta đã quen rồi, chúng ta tập cùng một nhịp đều lên luôn đây đó. Chúng ta bây giờ chúng ta có thể điều khiển cái con rồi, chúng ta có thể làm cái con nó thẳng như một cái khúc cây, nó chỉ dây, nó chỉ lưu một cái tay chúng ta và nó đi lên thôi đó. Bây giờ chúng ta thành thói quen chụp đó. Và bây giờ sau khi các bạn chụp như thế này được rồi thì các bạn tiếp tục sử dụng cái nhịp đó luôn đó. Các bạn thấy khi mà mình làm quá một cái nhịp cái con nó tiếp tục nó đi không các bạn, là nó tự nó đi luôn thì chúng ta tiếp tục cứ như vậy đó. Chúng ta sử dụng đó, cái lực của cái con nó cứ xoay vòng lại, nó đi qua tay chúng ta luôn đó. Các bạn chú ý đây, đây mình vừa chụp cái này xong cái con đi tiếp, vừa chụp cái con đi theo đó. Chúng ta sử dụng mượn cái lực đó, cái lực của cái con cứ nó xoay vòng trên cái cổ tay của chúng ta, hoặc là có thể nó lên trên cái lòng bàn tay của chúng ta để nó chạy. Đây mình thực hiện lại rồi đó. Đó, bình thường là tới đây là mình xong một vòng rồi đó. Thường thường các bạn tập tới đây là xong một vòng rồi, là những cái bạn nào mới tập thì tập được cái chỗ này thì cảm thấy rất là vui rồi. Nhưng bây giờ chúng ta phải lên nữa để cho nó cao lên, để chúng ta hoàn thiện kỹ thuật. Thì chúng ta khi chúng ta chụp được cái này thì chúng ta tiếp tục đó, không cho cái con dừng lại, tiếp tục cứ nó theo cái đà này, cứ theo cái đà này đi lên như này, theo đà và nó cứ chạy như vậy, chạy xuống như vậy. Chúng ta đừng có nói chung trên tư tưởng của chúng ta là phải chụp liên tục, nên khi mà chúng ta tập luyện chúng ta cứ suy nghĩ là tập chụp liên tục, thì khi mà một đòn thì chúng ta dừng lại chỗ này thì chúng ta tiếp tục đó. Chứ nếu mà các bạn suy nghĩ tập như cái lúc đầu chúng ta chỉ chụp một nhịp, thì trong đầu các bạn luôn suy nghĩ chụp một nhịp thì các bạn sẽ không chụp được nhịp thứ hai. Bạn suy nghĩ chụp mới một nhịp xong các bạn khựng lại, không biết chụp như sao nữa, đúng các bạn đó. Nên khi các bạn này chụp được một nhịp rồi, bây giờ chúng ta chụp hai nhiều nhịp đi, nhiều nhịp lên nữa, thì các bạn phải suy nghĩ rộng ra. Chúng ta đừng có suy nghĩ một nhịp nữa, chúng ta suy nghĩ chúng ta chụp được nhiều nhịp thì sẽ chụp được nhiều nhịp đó. Suy nghĩ chụp được nhiều nhịp nên cái đó mình không có cho con nó dừng lại, cái con nó sẽ đi qua cái cổ tay của chúng ta xuyên suốt luôn đó. Đây, xong rồi cổ tay chúng ta xuyên suốt luôn này, mình làm chậm này, đây đó, qua này các bạn xem này, qua chụp đó. Nó phải đó, bình thường những cái bạn mà mới tập nó sẽ bị giật con như vậy, chúng ta chưa có điều khiển được con nhiều đó. Nhưng khi chúng ta quen rồi, chúng ta tập dứt khoát rồi, chúng ta không có sợ bị rớt cái con nữa, nó sẽ đẹp mắt hơn. Còn những cái lúc đầu chúng ta sợ rớt, bị rớt cái con, nên khi chúng ta chụp thì nó bị hay bị vặt như vậy, chúng ta sợ rớt cái con, chúng ta chưa làm quen được đó. Nên các bạn đừng có lo lắng khi chúng ta chụp nó không được đẹp mắt, mình cứ tập đi, chụp quen đi, chụp nhiều lần quen được rồi thì từ đó chúng ta sẽ điều tiết cái con dần lên đó. Lúc đó chúng ta đã có một khả năng chụp cái con được rồi, chúng ta sẽ tự điều khiển được cái con và chúng ta sẽ biến cái con nó nhanh hơn nữa và nó đẹp hơn, đẹp mắt hơn nữa đó nha các bạn đó. Kỹ thuật anh chị nói thứ hai rất là đơn giản, đúng các bạn đó. Mình thực hiện lại một lần nữa nha các bạn, mình chú ý đây. Đây, bây giờ chúng ta không, trong đầu chúng ta không nghĩ chụp một nhịp mà chúng ta phải nghĩ chụp nhiều nhịp liên tục rồi chúng ta sẽ không cho cái con nó rớt xuống cái nhịp đầu tiên đó. Thường thì chúng ta chỉ chụp như thế này xong hết một nhịp, xong chúng ta không biết làm như thế nào nữa đó. Nên bây giờ chúng ta không nghĩ như vậy nữa, chúng ta nghĩ chụp xong cái con tiếp tục cái thứ hai thì chúng ta mới làm được cái kỹ thuật này nha các bạn. Rồi sau khi
các bạn tập được những cái kỹ thuật đó thì mình sẽ chia sẻ tiếp cho các bạn cái cách để chúng ta lon cho nó đẹp, và chúng ta tập nhiều lên sẽ đẹp hơn. Và mọi cái chuyển biến chuyển tay như lúc nãy, những cái lúc đầu mình chuyển tay, những cái kỹ thuật này chúng ta sẽ được mình sẽ chia sẻ cho các bạn những video phía sau. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. Bye bye.